Giang bước đồ siêu thông minh hiểu tiếng người, kêu tên là đứng lên chào. Đứng mày nào, cá săn đâu? Giỏi. Sẽ tính đâu? Giỏi. Bài ốp đâu? Bếp. Giỏi. Pepsi đâu? Pepsi. Giỏi. Rồi, Lipton đâu? Giỏi. Nuôi được Giang bước đồ này có phải là ấm lòng con sen không? Cứ kêu đến tên đứa nào là nó sẽ đứng lên chào sen. Không hề có một sự lộn xộn nào hết luôn á. Chỉ là lâu lâu có vài em bước đồ hơi cọc tính, hơi làm sen thoát tim một chút. Ê, rồi, Melinda. Giỏi. Rồi, trà sữa đâu? Giỏi. Rồi, giao tay. Giỏi. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, không phải tự dưng sen kêu tên là đứng lên chào đâu. Vì tụi bước đồ này biết rằng chào xong sẽ được sen cho ăn, chứ làm gì mà nghe lời sen đến thế. Được cái mỗi lần ăn đều sẽ chờ sen ra hiệu mới dám ăn nha. Rồi, 1, 2, 3, ăn. Giỏi. Rồi, ăn đi con. Giỏi. Nhà đông con thế này thì phải có kỷ luật, không là nhức cái đầu lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.